lầy các bạn. Máy kia đang mở cái đường để kéo máy này lên nè, mình sẽ di chuyển ra đó các bạn. Quá trời lúng rồi bạn ơi, máy này mấy anh chắc móc sáng giờ rồi. Máy này nãy cũng móc nè mà máy kéo lên nổi các bạn. Mình mới lại mà bây giờ mấy anh này kêu chủ ruộng bơm nước chưa ha. Khá là dẻo luôn các bạn ơi. Quá trời lúng rồi. Cái này cũng nhúc nhích cũng khó nữa nè. Giờ kêu máy kéo lên các bạn. Kéo lên các bạn. Quá trời cái miếng ruộng này mới xuống cái dạp đầu dạp này quá trời lúng. Nó kéo lắc quá. Quá trời. Còn chiếc máy kéo nữa đâu không thấy ra. Mấy anh này sáng giờ chứ cũng móc đống đất. Chạy ra chỗ khác rồi các bạn ơi. Để quậy ngồi là nó lúng lên được. Chạy đi. Đây mà đợi nước vô chắc cũng đuối nữa nè. Mình kéo chảy xe lúa. Để kéo qua đây cây nước thì được. Quá trời rồi. Chứ mới kéo vô chạy không mà còn không đi nữa nè. Chạy không mà không được nữa sao kéo. Bỏ lúa xuống bớt luôn các bạn ơi. Đây nè, giờ đang khai nước vô bánh xích nè, đào xuống. Cái điện thoại đó để đó hồi nắng nó nóng quá nó thúi màn hình á. Nó banh luôn nè. Chắc lưng có 7 đó trời, thuốc luôn, bỏ đi rồi hồi tắm lên rồi tính sao. Sáng giờ cắt nhiều công rồi mà lại có, lỗ có nhiều đó hả? Mấy công đất rồi. Mở máy tao qua kéo lại luôn đó. Rồi vậy là máy này đi riêng hả? Ừ. Sáng dài dài dưới kia cũng lúng nhóc trơn rồi. Ừ ông nậu luôn, bỏ ông nậu luôn. Tụ má mới nói bể hình hình đó, thả rồi. Cái gom đậy lại. Này đang móc trình nữa ha. Ở dưới cái lường dưới hộp số. Này bơm cho nước nhiều nhiều nữa mới cắt được. Lên nữa mấy mày lên vô tiếng chân. Kinh gì? Thôi từ cái thúi đầu kìa. Này nè, chui chống nè. Dạ con nó thấy cái này à. Đem dĩ cầu lót vô coi. Móc rồi đưa dĩ cầu luôn. Ừ. Tiếp thôi. Ông là hơi bực. Trời ơi. Còn nước không đổ nước vừa vô còn đá không. Chủ nhà đem nước chữa tư. Nước vừa ta đâu uống đâu.
Uống này dẫn luôn đi. Trời, trời ơi, thích đỏ đó. Đỏ nó nước chẳng không à. Nước hả? Nước, nước, nước. Bỏ đó đi, hồi nó uống khác lại uống à. Thích nằm còn nước chứ. Mà cũng đỡ là gặp lắng gắt một cái. Ở đây C70 này thì hiện tại đang tìm cách để lùi vô kéo chiếc máy này lên các bạn ơi. Không biết kéo chiếc máy kéo hay máy cắt trước đây. Hiện tại thì đang lại một chiếc máy cắt, một chiếc máy kéo. Giờ mình di chuyển lại đó nha các bạn. Mình quay cảnh máy DC70 nha. Tìm cách để giải cứu chiếc máy kéo này lên các bạn. Hiện tại thì chỗ này rất là lúng luôn, di chuyển rất là khó luôn các bạn. Cắt này rất chưa lên được không? Mấy anh còn tìm cách móc xình ra bớt nữa nè. Ai để cái bộ đồ đó có điện thoại gì không kìa? Sau lưng cái máy có bộ đồ phải không? Ê, ê. Chị ông quất lên cái bộ đồ giờ. Trời ơi, nón nãy lụm nha. Bộ nãy kéo được rồi, mình đưa đó. Chiếc đó không quá đường vô. Mấy đó tại bị cháy dây cu go gì. Hồi nãy nghe mùi khét khét thì lúc nãy. Để nằm cho nó kéo được rồi khỏi. Bỏ từ chậm lên đây. Mới kéo ở đâu? Mới kéo ở đâu? Kia để chứ như tại bị lúng luôn rồi, các bạn ơi. Rồi vậy là lúng 3 cây lượt nè. Còn chiếc máy kéo nhưng mà chiếc máy kéo thì nhỏ quá không dám ra luôn. Vác lúa vô các bạn. Trời lúng rồi. Lúa bao đó vác 70-80 kg quá, nước nó vô. Kéo lúa luôn các bạn ơi. Giờ bên chủ đất á lấy cao su kéo luôn rồi. Trời đang thu hoạch cái cảnh này rất khó khăn. Giờ bá đâu đặng đó. Kéo vô trong vườn lúa ngập nước nha. Cái này khiêng đi bắt xuống bánh xích này.
bốn người khiêng cái mỏ vàng quá nặng. À bà trước đây. Đầu đó là sao được? Đây đầu đó đó. Đầu được không? Đầu này nè. Chưa móc cái xác cái bánh nè. Anh kia anh móc rất là sâu dưới. Để gãy đi, để gãy đi. Ba móc vô cái hàm cắm hơi đúng chứ. Cắm vô bánh nè. Để gãy đây cho mình móc lên nhẹ. Đó mà móc cái bánh trong lỏng mình sắn vô cái bánh cho nó lên nó bường lên này nè. Thì nó đụ mẹ ở dưới Bạc Liêu đụng ngoại lấy cái cầu 5 thước á. Thì sáng tới chiều luôn. Này đưa vô hai găng là nó bám lên nó rút vô. Này em mất hết đất rồi rồi. Này đưa vô nó lên. Tốt trọng người. Không có vốn rồi. Nhiều mưa, cắt, có cắt bữa nắng lầy. Đứng bận luôn ơi. Không có, nãy giờ tôi lên rồi đó. Rồi đứng bận luôn chung ơi. Đầu mà nhét vô các bạn. Tiếp tục móc bên kia đang lót thêm dĩ nữa các bạn. Người tới rồi. Bên kia đốt đồng quá trời tối luôn các bạn ơi. Không biết quay được luôn thế này. Mưa là chịu thua rồi. Tiếp tục khiêng cái dĩ kia lên. Mày kéo lầy luôn cổ. Bơm nước lên nè, rất là sâu rồi các bạn. Lòi bao lúa vô. Cái này anh bắt đầu đuôi máy để bắt chớn leo lên cái dĩ cầu này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.